đầu tháng 7 năm 2018, trên tuyến quốc lộ 9 tỉnh Quảng Trị xuất hiện nhiều xe vận chuyển giam gỗ từ Việt Nam đi Lào. Điều đáng nói là chủ xe và lái xe của các loại xe này đã thay đổi kích cỡ của thùng và thân xe để chở hàng. Nhiều vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường 9 từ những loại xe bị thay đổi kết cấu này. Thông thường, nhiều xe chở giam gỗ vi phạm chiều cao từ 30 đến 60 phân, chiều dài thùng xe được cơi nới thêm khoảng 1 mét. Điều này không chỉ khiến những xe trở nên dị dạng, xe thay đổi kết cấu còn đồng nghĩa với việc sẽ lệch trọng tâm thiết kế, và đây là một trong những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông rất nghiêm trọng. Trong thời gian qua, trên quốc lộ 9, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Quảng Trị đã xử lý 14 xe chở giam gỗ vi phạm lỗi cơi nới và phạt tiền gần 150 triệu đồng. Con đường quốc lộ 9 rất quanh co, đèo dốc. Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, trên quốc lộ 9 đã xảy ra 4 vụ tai nạn đối với các loại xe chở giam gỗ này. Phòng cảnh sát giao thông đã chỉ đạo các đội trạm là ký cam kết đối với các doanh nghiệp xây giam và các doanh nghiệp mà vận tải trên toàn bộ tuyến. Và sau khi đã ký cam kết xong, thì phòng cảnh sát giao thông đã báo cáo ban giám đốc và đã nhận được sự chỉ đạo là xử lý kiên quyết đối với các cái lỗi vi phạm này. Và hiện nay thì đã bố trí tất cả các tổ, các đội trạm trên toàn bộ các tuyến quốc lộ để xử lý triệt để đối với các xe giam này. Và hiện nay thì quá trình xử lý thì buộc tất cả các cái trường hợp mới vi phạm thì đều phải khắc phục lỗi trước khi mà di chuyển tiếp để mà thực hiện nghiêm cái này. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã có văn bản đề nghị các ngành phối hợp để xử lý các loại xe chở giam gỗ cơi nới trên tuyến quốc lộ 9. Chỉ hy vọng rằng với sự vào cuộc của các cấp, những hung thần quá khổ này sẽ nhỏ bé trở lại để không còn là mối đe dọa đối với an toàn giao thông.